Thì nhiệm vụ của mình là đoán xem là có bao nhiêu trường hợp để có thể bao quát hết tất cả những cái điều kiện này mà không bị sót một cái lỗi nào đó mà mình đã không không lường trước được. Thì nhiệm vụ của mình không thể nào mà mình dùng cái đầu của mình và mình cứ ngồi mình tính toán, mình suy nghĩ được là hết cái này rồi đến cái kia, hết cái này rồi đến cái kia. Mình phải có một cái phương pháp và một kế hoạch để có thể liệt kê được hết tất cả những cái điều kiện của những cái dữ liệu mà mình muốn rà soát khi mà người dùng thực hiện những cái, sử dụng những cái phần mềm của mình. Ok ha. Thì vấn đề của mình là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu test case là đủ. Tại vì á nhiều quá mà bị trùng lắp á thì cũng không có tốt, sẽ mất rất nhiều thời gian. Cái thứ hai á là nếu như ít quá mà mình không có cover được đủ hết các trường hợp á thì vô tình chúng ta sẽ bị sót lỗi. Đó là cái việc mà một tester mà để bị sót lỗi á thì là một cái điều rất là xấu. Mà một tester mà test một cái chức năng đó mà dư quá nhiều test case á thì cái performance của mình nó lại không cao. Đó, cho nên là mình cần phải học những cái kỹ thuật để mình lựa chọn và mình có những test case phù hợp nhất. Quay lại với cái ví dụ này thì chúng ta sẽ cần phải phân tích nó như thế nào để ra được cái bộ test case. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái kỹ thuật đầu tiên, đó là phân hoạch tương đương. Chúng ta sẽ thử coi là cái phân hoạch tương đương này nó được thực hiện như thế nào, nó được thực hiện khi nào và các cái bước thực hiện của nó thì có những cái đặc điểm gì ha. Đây, các bạn phải ghi nhớ cho cô là đối với phân hoạch tương đương chúng ta có 5 bước thực hiện. Bước số 1 là xác định input và output của bài toán hay là của cái tính năng mà mình sẽ kiểm thử. Bước thứ hai là các bạn phải xác định được điều kiện của input và điều kiện của output. Chúng ta bước thứ ba là chúng ta sẽ xác định các lớp tương đương. Mỗi một điều kiện ở bước 2 chúng ta liệt kê ra thì sẽ có một cái lớp tương đương tương ứng. Và bước số 4 là chúng ta sẽ tạo những cái test data để có thể lấp hết được những cái lớp tương đương mà chúng ta đã liệt kê ra. Và bước số 5, dựa vào cái test data đó, chúng ta sẽ có được test case. Thì bây giờ mình sẽ đi từng bước một để mình xác định input và output ha. Cô có một cái ví dụ như thế này để chúng ta áp dụng nè. Thiết kế trường hợp kiểm thử cho chức năng xếp loại. Thì đầu vào của cô là hai cột điểm, một điểm lý thuyết và một điểm thực hành. Yêu cầu của điểm lý thuyết là một số tự nhiên tối đa 30 điểm. Yêu cầu của điểm thực hành là một số tự nhiên tối đa 30 điểm. Đầu ra là xếp loại. Xếp loại là A hoặc B hoặc C tùy vào điều kiện tổng điểm của lý thuyết cộng với thực hành. Đó. Thì nhiệm vụ của mình là chúng ta phải xây dựng một bộ test case để kiểm thử cái chức năng này. Thì áp dụng cái phân hoạch tương đương, cô sẽ làm như sau. Bước số 1 là xác định input, output. Thì quay lại bài này, thì theo các bạn, input của bài này là gì? Và output của bài này là gì? Các bạn có thể comment cho cô biết. À, mình thử suy nghĩ là mình xác định coi. Bài này thì input là gì và output là gì? À, mình comment với nhau nha. Bạn Hải nói là input là điểm, output là xếp hạng. Output là điểm thôi thì chưa đủ. Phải là điểm gì? Có bao nhiêu loại điểm? Có bao nhiêu đầu vào? À, Duy Khang nói là input thì có điểm tổng. Chúng ta không hề nhập điểm tổng. Điểm tổng là một cái bước tính toán thôi. Input không phải điểm tổng. Vẫn chưa có một bạn nào input. Input là bạn Lộc nói là input là lý thuyết và thực hành. Output là xếp loại. Cũng có thể chấp nhận được đây là một đáp án đúng. Input của mình là hai cột điểm, tức là hai cái giá trị, một giá trị đại diện cho điểm lý thuyết và một giá trị đại diện cho điểm thực hành. Và output của mình là đầu ra là cái xếp loại A hoặc là B hoặc là C. Ngoài ra cái output nó còn có thêm một cái trường hợp nữa là nếu như mà cái dữ liệu mình bị sai á, thì cái output nó sẽ phải thông báo lỗi, thì đó cũng là một cái output khác nữa. Rồi. Mình đã xác định được input và output xong. Bước thứ hai là mình sẽ xác định điều kiện. Thì khi mà mình xác định điều kiện thì mình sẽ phải ký hiệu
nó từ C1 cho đến CN, với N là số điều kiện mà mình có ở trong cái bài đó. Và chúng ta sẽ hạn chế gộp từ 3 điều kiện trở lên. Đối với cái bài này ha, đối với bài này thì cô sẽ có một cái bảng điều kiện như sau. C1 đến C6 ha, C1 lý thuyết là số tự nhiên. À, tức là cái điểm lý thuyết là số tự nhiên á, rồi C2 là điểm lý thuyết nằm trong đoạn từ 0 tới 70, cô sẽ ghi rõ ra là lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 70. Cái thứ ba là xác định đến là điều kiện cho điểm thực hành. Điểm thực hành là số tự nhiên và C4 là điểm thực hành là một số lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 30. Thì C1, C2, C3, C4 chính là điều kiện của input. C5 và C6 là điều kiện của output. Thì C5 điều kiện của output đó là xếp loại A, loại B, loại C dựa trên tổng điểm trong đoạn 8 lớn hơn hoặc bằng 80 hoặc là lớn hơn bằng 50 nhưng nhỏ hơn 80 hoặc là bé hơn 80 tương ứng. Và một cái điều kiện cuối cùng của output đó là nếu input không hợp lệ thì thông báo lỗi. Đó. Thì các bạn lưu ý nha. Tất cả những cái C này mình sẽ phải ghi số thứ tự. Sau đó thì mình sẽ từ những cái C này mình bắt đầu mình xác định lớp tương đương. Thì mình sẽ xác định lớp tương đương như thế nào? Việc mình xác định lớp tương đương là mình biểu diễn một tập hợp các trạng thái bao gồm có hai trạng thái, hai loại trạng thái chính, đó là hợp lệ và không hợp lệ. Hợp lệ hay còn gọi là invalid hay không hợp lệ, à xin lỗi, hợp lệ hay gọi là valid, còn không hợp lệ thì có thể ghi là invalid. Thì đối với bài này chúng ta sẽ có những cái lớp tương đương như sau. Xét C1, lý thuyết là số tự nhiên thì chúng ta có hai lớp, một lớp invalid và một lớp valid. Thì valid tức là lý thuyết là số tự nhiên. Số tự nhiên là những số mà từ 0 trở đi và nó là số nguyên, không có phần lẻ. Còn số mà không phải là số tự nhiên thì nó sẽ có rất là nhiều dạng. Một lát nữa mình sẽ dựa vào cái này để mình chọn cái data. C2 là lý thuyết lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn bằng 70. Chúng ta phát sinh được 3 lớp, trong đó có một lớp valid và hai lớp invalid. Đó là E3 với điểm lý thuyết trong đoạn từ 0 tới 70. E4 và E5 là hai lớp invalid. E4 là lý thuyết nhỏ hơn 0 và E5 là lý thuyết lớn hơn 10. Tại sao E3 chúng ta có thể gộp lại là vừa lớn hơn 0 và vừa bé hơn hoặc bằng 70, nhưng E4 và E5 chúng ta lại không gộp lại được? Bởi vì không có số nào mà vừa bé hơn 0 mà vừa lớn hơn 70 hết. Cho nên chúng ta phải tách thành hai trường hợp riêng biệt. C3 cũng vậy, C3 thì thực hành là số tự nhiên. Cho nên E6 và E7 nó cũng tương tự giống như là cái C1. Và các bạn sẽ phát triển cho C4, C5, C6 sẽ có những cái E tiếp theo. Thì bây giờ các bạn sẽ coi cho cô là các bạn sẽ cùng thử xây dựng các cái E này ha. Thì các bạn sẽ xây dựng các cái lớp tương đương từ C4, C5, C6 cho C4, C5, C6. C4 sẽ bắt đầu bằng E8 ha. E bắt đầu từ E8 trở đi. Tại vì ở đây là cô đã có E7 rồi, cho nên là các bạn sẽ bắt đầu bằng E8. Bây giờ các bạn sẽ được cô sẽ đưa các bạn vào breakout Zoom một cách ngẫu nhiên và các bạn sẽ thảo luận và làm việc với nhau. Sau đó cô sẽ lựa chọn một nhóm bất kỳ để các bạn trình bày, xem màn hình và trình bày cho cô. Thì các bạn chụp màn hình lại ha, các bạn chụp màn hình lại để thấy được cái, để biết được cái đề mình cần phải làm gì. Một lát nữa vô breakout Zoom thì có thể là các bạn sẽ không có thấy được. Bây giờ cô sẽ đưa các bạn vào breakout Zoom. Các bạn sẽ làm trong vòng 5 phút ha. 5 hoặc là 7 phút. Có bạn nào có đặt câu hỏi hay là thắc mắc gì không nè? Trước khi là cô mở cái breakout Zoom cho các bạn. Rồi, nếu mà không có thì cô sẽ đưa các bạn vào breakout Zoom và các bạn thảo luận ha. Thấy chưa C4, không? C4 thì cũng được rồi. C4
C5. C5 thì có A, invalid. Nhưng mà cũng tương tự giống ý giống như của nhóm số 9 đúng không? Hồi nãy cô có giải thích rồi nha. Thì các bạn tự sửa lại. Đại loại là các bạn có 8, 9, 10, E8, E9, E10 là đúng rồi. E11, 12, 13 thì E11 là để cho xếp loại A, E12 là xếp loại B và E13 là xếp loại C. Đó. Còn E14 á, thì các bạn có thể là cho nó một cái lớp invalid. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, quay lại cái phần xác định lớp tương đương. Đây thì các bạn cũng đã làm được rồi ha. Sau khi mà mình làm phân loại lớp tương đương được rồi thì mình sẽ thiết kế test data. Các bạn chờ cô một xíu nha. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đến cái phần đó là thiết kế test data. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái lớp mà chúng ta vừa mới design được á, mình vừa mới tìm ra, mình sẽ thiết kế cái test data ha. Thì trong cái test data này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này. Tôi À, ơi. rồi. Ơi. Yellow cô nó bị hiện Thấy quá cái nhiều. gì? Yellow cô. Không thấy cái màn hình kia. Cô là thấy cái gì? Đang thấy cái Màn hình yellow của yellow của cô. cô. Ừ. Sắp kể vậy ta. Rồi giờ các bạn thấy cái gì? Dạ. Thấy slide không? Thấy cái Thấy coi. Thấy slide. Rồi, ok. À, thì các bạn nhìn nè, cái đây là cái cột số thứ tự ha. Để mình đếm số thứ tự các cái test data. Sẽ có các cái bao nhiêu input thì sẽ có bấy nhiêu cột. Mỗi một cái cột, mỗi một cái input thì sẽ chiếm vào một cái cột. Thì đây mình sẽ có hai cột input, đó là lý thuyết và thực hành. Thì mình sẽ có những cái giá trị tương ứng mình chọn ở đây. Cái cột thứ ba đó là phủ lớp tương đương. Cột thứ tư là output mong đợi. Thì phủ lớp tương đương á là chúng ta sẽ đưa ra một bộ dữ liệu và dữ liệu này thì nó sẽ đạt cái điểm nào, sẽ thỏa mãn những cái lớp nào, sẽ phủ được những cái lớp nào trong những cái lớp mà mình đã viết ra. Ví dụ mình sẽ quay lại một chút xíu. Chúng ta sẽ có hai cái nguyên tắc khi mà chúng ta thiết kế data, đó là thứ nhất phủ nhiều lớp tương đương hợp lệ có thể có. Tức là nếu như chúng ta đang xét những trường hợp mà những cái lớp valid, tức là những cái lớp hợp lệ, thì chúng ta sẽ tìm cách làm sao để cùng một bộ data có thể phủ được nhiều nhất có thể, phủ được nhiều nhất, nhiều nhiều lớp nhất có thể. Còn nếu như đối với những cái lớp mà invalid thì chúng ta sẽ chỉ phủ một lớp thôi, chúng ta sẽ chỉ phủ một lớp thôi ha. Và các lớp còn lại thì mình sẽ để nguyên, mình sẽ không có phủ, mình chỉ phủ một lớp thôi. Thì đây các bạn nhìn nè, trong lý thuyết và thực hành chúng ta phụ được E1, E3, E6, E8 và E11. Thì hồi nãy là gì? Chúng ta quay lại một chút xíu. Cái E3 đây. E1 368 ha. Đây, E1 chính là lý thuyết là điểm là số tự nhiên. E3 tức là điểm nằm trong đoạn từ 0 tới 70, bởi vì lý thuyết đây mình đang điền là số 20. Rồi E6 thực hành là số tự nhiên. Và E8 là cái đầu tiên mà các bạn làm, tức là điểm thực hành nó rơi trong đoạn từ 1 đến 3, từ 0 đến 30. Đó. Thì chúng ta sẽ phủ được những cái lớp đó.
Ngoài ra ở cái phần C5 các bạn sẽ có một cái lớp valid mà trả ra cái xếp loại C, tại vì 20 cộng 10 bằng 30 nên sẽ trả về cái lớp loại C này. Như vậy thì chỉ với một bộ dữ liệu là 20, điểm lý thuyết là 20, điểm thực hành là 10 thì chúng ta sẽ phụ được các lớp tương đương là M1, 3, 6, 8, 11. Và output mong đợi của mình là output ra là xếp loại C. Thì tương tự như vậy, sau khi đã phụ được các lớp này rồi, mình sẽ đi phụ các lớp valid còn lại. À, cái bước đầu tiên mình làm đó là phụ tất cả những cái lớp valid có thể có. Sau đó là còn bao nhiêu lớp valid là phụ lần lượt, đi lần lượt hết. Thì có lớp thứ M12 là xếp loại B á, thì chúng ta cần phải có lý thuyết và thực hành trên 50 mà dưới 80, thì là 40 cộng 20 là 60. Rồi cái M13 là để xếp loại A. Xếp loại A tức là điểm phải trên 80, thì đây là 60 cộng với 25 là bằng 80. Sau đó thì các bạn sẽ thấy là hàng loạt ở đây là thông báo lỗi, các thông báo lỗi. Thì trong cái dòng thông báo lỗi đầu tiên, tức là số thứ tự tổng số 4 này, lý thuyết cô để chữ A, tức là bị sai dữ liệu. A thì không phải là một số tự nhiên, cho nên nó phụ được cái lớp E2. Rồi A là ra 10, là A và thực hành là 10, thì nó sẽ ra thông báo lỗi. Thông báo lỗi là một cái lớp invalid của cái output này nè, là một cái lớp invalid của cái output này nè. Thì chúng ta đã phụ được cái E14. Đó, như vậy là phụ được E2 và E14. Rồi sau đó thì âm 10 và 10, âm 10 là một số ngoài đoạn từ 0 đến 70, cho nên là nó đang là E4 nè, bé hơn 0 á, bé hơn 0 á, cho nên đang là phụ được E4. Còn này là lớn hơn 70 thì phụ được E5. Tương tự như vậy, đây là A thì sai, không phải là số tự nhiên, nên phụ được E7. Âm 10 thì bé hơn 0, phụ được E9. Và 40 lớn hơn 30 thì phụ được E10. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm để có thể phụ được hết tất cả những cái lớp mà chúng ta viết ra được. À, khi nào mà chúng ta phụ hết được các cái lớp đó thì chứng tỏ là số lượng test data của mình đã đủ rồi. Hình dung ha. Thì từ cái bộ test data này, lúc này chuyển về test case nó là một câu chuyện rất là dễ rồi. Bởi vì test case thì chúng ta chỉ cần tên test case này, ID thì mình tự đặt rồi, precondition tự xác định được rồi, và cái test step là bước 1 điền cái gì, bước 2 điền cái gì, và những cái nội dung mình điền trong cái phần mà test step thì đã có trong cái bảng test data này rồi. Và output cũng có sẵn ở đây luôn rồi. Thì mình chỉ cần chuyển qua cái bảng test data, test case thì nó rất là dễ. Mà chúng ta không cần phải quan tâm rằng là đã đủ trường hợp chưa, đã hết chưa, bởi vì chúng ta đã ra phủ hết các cái lớp tương đương này rồi, nên là kiểu gì chúng ta cũng sẽ đi qua được tất cả những trường hợp có thể có xảy ra. Rồi, các bạn hình dung được cái phần mà lớp tương đương này không? Cái phần mà từ lớp tương đương mình chuyển qua test data nè. Các bạn có câu hỏi nào các bạn cứ comment nha. Bạn nào không hỏi thì các bạn comment để cô giải thích thêm nha. Rồi, nếu mà các bạn đã hiểu hết rồi thì các bạn comment cho cô số 1. Bạn nào chưa hiểu thì có thể comment số 0. Rồi, phần này thì nó cũng khá là dễ thôi, không gì khó hết. Và chúng ta thiết kế test case sau khi mà có test data ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã hiểu được rồi, thì chúng ta sẽ đến cái phần luyện tập. Thì trong chúng ta thì chúng ta sẽ luyện tập cái phần này bằng cái ví dụ ban đầu trong cái slide đầu tiên. Đây, chúng ta sẽ có username, password và giới tính để làm được chức năng đăng ký tài khoản. Thì các bạn sẽ xác định các lớp tương đương giúp cô. Đầu tiên là xác định input và output. Bước thứ hai là xác định các cái điều kiện và làm các lớp tương đương. Sau đó thì tạo ra test data. Cô sẽ cho các bạn mỗi một nhóm thảo luận như vậy là 15 phút ha. Rồi, các bạn chụp lại cái đề để mình làm cho nó dễ nha. Bây giờ cô sẽ mời nhóm số 8. Nhóm của Gia Khiêm, Minh Khôi, Đặng Quang Vinh, Đào Ngọc Duy Thanh. Vinh xe lên đi Vinh. Dạ, dạ, có em.
Rồi em mới làm được cái CE rồi. Rồi. Nó mới làm được cái bảng bảng C với cái bảng mà test data nhưng mà chưa kịp nhập vô hết thời gian rồi. Ừ. Rồi input và output là xác định được chưa? À, cái input là username, password với giới tính. Output là Output là gì em? Output là thông báo thành công hoặc là lỗi không đăng ký được. Ừ. Rồi. Vậy thì bây giờ các bạn giải thích về cái việc mà các bạn phân rã thành các cái điều kiện ha, C1, C2, C3, C4 và các cái E bên cạnh đó. Em kiếm chế đề đâu mất tiêu rồi. Thì bắt đầu là cái username á, thì là nó bắt buộc là phải bắt đầu bằng ký tự, thì là bắt đầu bằng ký tự thì là valid, mà nếu mà bắt đầu bằng ký tự số á, thì em để là invalid. Và cái thứ hai là username là không có ký tự đặc biệt, thì ví dụ username không có ký tự đặc biệt á, thì là em để là valid, còn mà có ký tự đặc biệt á, là em để là invalid. Rồi, username mà chưa tồn tại á, là em để valid, mà đã tồn tại rồi thì em để là invalid. Rồi C3 là điều kiện là password là tối thiểu là 6 ký tự. Nếu mà password lớn hơn hoặc bằng 6 ký tự thì em để là valid, mà còn nhỏ hơn 6 thì em để là invalid. Rồi C4 là password phải có ít nhất là 2 ký tự đặc biệt, thì nếu password có trên 2 ký tự đặc biệt thì là em để là valid, mà còn nhỏ hơn là invalid. Ở cái cuối cùng, à, nếu mà giới tính là nam nữ để là valid. Rồi khá là ổn ha. Thì trong cái C5 á, thì mình sẽ không có cái lớp invalid, tại vì thực chất á, khi mà các bạn làm những cái form mà đăng nhập hay là đăng ký mà nó có cái về giới tính á, thì thường nó sẽ là combo box mà để các bạn chọn thôi, thì lúc này thì nó sẽ không có cái trường invalid, tại vì chúng ta đã ràng buộc hết là có bao nhiêu cái lựa chọn thì nó sẽ nằm ở trong cái combo box đó hết rồi ha. Rồi, ok. Mặc dù thì chưa có test data, nhưng mà khi mà các bạn list ra được cái những cái điều kiện cũng như các cái lớp như vậy là ổn rồi. Rồi, cảm ơn nhóm số 8. Xin mời nhóm tiếp theo ha, một nhóm nữa để xem các bạn trình bày như thế nào. Xin mời nhóm số 4. Nhóm số 4 này là nhóm Minh Đức, Hào, Công, Hoàng, Phong và Suren. Dạ. Cô thấy được chưa cô? Rồi, cô thấy màn hình rồi. Dạ. Cái input của em thì nó cũng giống như của bạn thôi. Như xin em password và giới tính. Output thì thông báo là thành công hoặc không thành công. Được rồi. Không để em coi lại cái đề. Dạ, yeah. Còn C1 sẽ là username bắt đầu bằng ký tự. Thì cái này chắc nó cũng giống của bạn. Nó có trường hợp nào khác không? Khác biệt và chưa tồn tại. Cái này em gom chung chứ em không có tách ra giống như của bạn. Bây giờ nó, nếu như mà em gom chung như vậy á, thì nó sẽ có một cái trường hợp là E5 thì có bao giờ nó xảy ra được không? Dạ chắc có rồi. Không có cái từ đặc biệt thì nó đã hợp lệ. Tức là em nhìn vào cái E5 là không có ký tự đặc biệt. E6 có thể có xảy ra. E6 trường hợp là E6 thì có cái data nào mà có khi nào nó xảy ra không? Dạ không. Như vậy thì nếu mình làm cái E6 như vậy thì cái E6 nó sẽ bị dư. Tại vì thực chất là nếu như mà nó chứa ký tự đặc biệt thì nó không thể nào mà được lưu ở trong cái cơ sở dữ liệu của mình được, đúng không? Dạ. Yeah. Đó, nên cần phải coi thêm. Rồi. C3. C3, C4. Ủa? Ít nhất 2 ký tự đặc biệt.
Ok. E rồi. Ê, thì cái C5 á, thì nó sẽ không có cái E12 ha. Giống như hồi nãy cô nói rồi. Ừ, cho cô coi được cái phụ lớp tương đương. Ví dụ tên. Ừ. Rồi, nói chung mới là về dữ liệu thì ổn, được, không sao. Nhưng mà ví dụ như là giới tính nam á, thì nữ nó cũng là hợp lệ. Thì bây giờ mình đừng có để nam hết mà mình sẽ chọn là cả nữ nữa, vừa có nam vừa có nữ và vừa có cái lựa chọn đó là khác nữa, để mà mình đa dạng được cái dữ liệu về cái phần giới tính ha. Anh không không có ghi như vậy, mình không có ghi nam hoặc là nữ, mình sẽ chỉ chọn một thôi. Nhưng mà ví dụ dòng số 1 thì mình là nam, thì cái dòng số 2 mình sẽ để là nữ, và dòng số 3 mình sẽ để là khác. Rồi khi mà mình đã có ba bộ dữ liệu mà phân bổ được ba cái giá trị của giới tính rồi á, thì đến những cái dòng phía sau á, thì mình cứ mặc định là nam thì đều được. Ừ, rồi ok. Rồi đó, các bạn sẽ làm tương tự như vậy ha. Rồi cảm ơn nhóm số số mấy nhỉ? Số 4 phải không? Rồi. Rồi vậy mình sẽ đi tiếp ha. Phần này có ai có thắc mắc gì nữa không nè? Rồi như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái kỹ thuật đầu tiên, đó là cái kỹ thuật phân hoạch tương đương. Bây giờ mình sẽ đi qua cái kỹ thuật thứ hai, đó là phân tích giá trị biên. Thì cái mà kỹ thuật này á, nó rất là dễ, nó dùng để cho các bạn lựa chọn data khi mà các bạn tạo cái test data thôi, chứ không có gì hết. Đây, giả sử như cô có một cái vấn đề như thế này. À, phần lớn các cái lỗi mình thường bị xảy ra ở những cái giá trị biên. Ví dụ giá trị biên ở đây tức là giả sử như là cô có một cái chương trình input mà bé hơn 10 á, thì sẽ xuất ra một cái error message. Rồi nếu mà input mà lớn hơn bằng 10 nhưng mà bé hơn 25 á, thì sẽ in ra màn hình là chữ hello. Và input lớn hơn hoặc bằng 25 thì sẽ ra một cái error message. Thì giả sử như cô có hai cái lỗi, bị phát hiện ra hai cái lỗi, đó là sai ở điều kiện biên. Sai điều kiện biên là trong trường hợp là in ra cái dòng hello. Ở đây cô không có dấu bằng 25, nhưng mà khi mà chạy chương trình á, thì nhập 25 á, thì nó cũng in ra hello, tức là bị code sai ở cái phần điều kiện biên. Tiếp theo nữa là sai ở giá trị biên. Ở giá trị biên tức là cô nhập là input là 25, nhưng mà ở điều kiện á thì nó đang để là input bằng ở cái phần code á, có thể là cái người lập trình viên này gõ bị nhầm thành 52 đó, nên nó cũng sẽ bị sai. Thì nếu như cô trong sản phẩm của cô tạo ra có hai cái lỗi này, nếu như ca kiểm thử của cô mà cô chọn input bằng 25, 25 chính là cái giá trị tại cái biên này nè, thì cô sẽ phát hiện được hai cái lỗi này. Nhưng mà nếu như cô chọn một cái input khác, khác cái giá trị biên, xa cái giá trị biên như là 54, thì nhìn chung cô sẽ không phát hiện được cái lỗi này. À, cô sẽ không phát hiện được hai cái lỗi này. Đó là lý do mà chúng ta nên chọn những cái data mà nó gần với cái giá trị biên của mình nhé. À, thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào những cái giá trị biên để chúng ta lựa chọn những cái giá trị trong test data. Thì chúng ta có ba cái vị trí. Giả sử đây là cái biên, đây là cái biên, thì chúng ta sẽ lựa chọn một là giá trị ngay trên cái biên đó. Ví dụ như là bé hơn 10 thì mình sẽ lấy số 10, hoặc là lớn hơn là bằng 25 thì mình sẽ lấy số 25. Cái giá trị thứ hai là lớn hơn biên, gần biên nhất và lớn hơn biên. Ví dụ như là cái biên đó là số 10 và dữ liệu của mình đang là số nguyên, thì chúng ta có thể chọn là số 9, là cái số mà bé hơn biên. Số lớn hơn biên là số 11. Đó, tức là mình sẽ cố gắng là mình sẽ lấy những cái giá trị xung quanh cái biên đó, xung quanh cái biên đó, gần cái biên đó nhất, để chúng ta kiểm thử coi là có phát hiện lỗi hay không. Thì tương tự cái biên bên này nó cũng là vậy ha. Rồi, cái phần này thì nó rất là ngắn gọn. Để mà nói về kỹ thuật thì các bạn chọn cái test data thôi, thì nó chỉ có ngắn gọn như vậy thôi. Thì cái phương pháp này
nó sẽ giúp cho chúng ta chọn test data để bao quát được các lỗi có thể xảy ra, và nó thường đi chung với cái phương pháp đó là phân mạch tương đương. Thì bây giờ cô có một cái phần ví dụ như thế này. Cô có một cái chương trình tính tổng hai số nguyên, mỗi số có từ 1 đến 2 số. Tức là nhập vào hai số nguyên AB, mỗi số có từ 1 đến 2 số, tức là nó nằm trong đoạn nào các bạn? Nếu cô nói rằng là mỗi số AB đó có từ 1 đến 2 chữ số thì nó sẽ nằm trong đoạn nào? Số nguyên có từ 1 đến 2 số. Số nguyên có từ 1 đến 2 số mà từ 0 đến 99 là chưa đủ. 10 đến 99 là chưa đủ. Có 1 đến 2 số, có từ 1 đến 2 số. Nên nếu mà đi từ 10 đến 99 là chưa đúng. Nó đi từ đâu? Nó đi từ đâu nào? Vẫn chưa. Đúng rồi, Thịnh nói rằng là từ âm 99 đến 99 là chính xác rồi. Có từ 1 đến 2 số mà số nguyên mà. Người ta chỉ nói là số nguyên thôi. Thì nó sẽ có số nguyên âm và số nguyên dương. Cho nên là số nguyên âm á, mà có 2 chữ số, nó sẽ đi từ âm 99 cho tới cái biên của số có 2 chữ số mà dương, đó là 99. Rồi, vậy thì cách mà các bạn xác định được cái giá trị biên này á, cũng sẽ giúp các bạn code nó đúng đó. Nãy giờ thì các bạn toàn là từ 0 đến 99, từ 1 đến 99, rồi từ 10 đến 99 đúng không? Thì khi mà mình cố đó, mình cũng phải để ý những cái giá trị biên này làm sao để cho nó đúng. Rồi bây giờ thì vẫn thêm một lần nữa, các bạn sẽ vừa áp dụng phân hoạch tương đương và vừa áp dụng là phân tích giá trị biên để các bạn lựa chọn test data và các cái điều kiện cũng như là các cái lớp tương đương cho bài toán này. Bài này thì nó khá là ngắn thôi. Mình cũng sẽ thảo luận với nhau và mình làm việc với nhau trong khoảng 15 phút ha. Anh nghe cô nói gì không vậy? Dạ mấy nghe cô ơi. Nãy giờ không ai nghe hả? Nãy giờ thì không. Rồi, không biết chuyện sao. Rồi mà nhóm số 1 nè, nhóm của Bình An, Công Hiếu, Duy Khang, Phước Khánh, Anh Khoa, Quốc Trung. Bạn xem màn hình trình bày nha, nhóm số 1. Room 1. Rồi, đã thấy màn hình rồi, bây giờ các bạn trình bày nha. Dạ, thì nhóm em thấy là xóa cái E8910 đi. Dạ. Thì
em định là được cái input là có hai số A và B, mỗi cái là từ 1 tới 2 chữ số. Ừ. Thì cái output là kết quả của A cộng B. Rồi. Thì cái trường hợp là trong A thì nó phải trong đoạn là từ trừ 99 đến 99. Ừ. Thì khi mà A mà thiếu cái vậy là thiếu cái valid rồi, đúng không? Dạ. Ừ. Dạ. Cái câu C, cái C2 cũng vậy, nó cũng thiếu cái valid luôn. Tại vì em ghi cái điều kiện như vậy cho nên em bị thiếu cái valid đó. Em phải ghi là A là một số nguyên từ 1 đến 2 chữ số và B là một số nguyên từ 1 đến 2 chữ số ở C2 thì em sẽ không có bị thiếu cái lớp valid đó đâu. Rồi input. Yeah. Input không hợp lệ thì báo lỗi. Input không hợp lệ không báo gì là invalid. Rồi. Cái C3, không có hai cái C3 ta. Này C4 coi nãy em gọi nhầm. C4 output không đúng thì báo lỗi. À tức là một cái A sai, một cái B sai. Thật ra là cái C3 và C4 có thể bỏ một trong hai cái thì nếu như mà là cô thì cô sẽ bỏ cái C4 để cái C3 thôi. Tức là cái C3 mình chỉ cần giữ cái C3 lại thôi. Tức là cái C3 mình điều kiện mình sẽ là xuất ra tổng của A và B. Thì mình sẽ có một cái lớp E5, tức là xuất ra tổng của A và B thì là valid. Còn E6 là không xuất ra tổng thì là invalid. Đó. Thì chúng ta có thể làm được cái điều đó. Còn cái câu chuyện mà là xuất thông báo hay không đó, thì ở cái lớp E3 và E4 invalid chắc chắn là nó sẽ phải xuất thông báo. Nếu không xuất thông báo là sẽ báo lỗi. Thì nó sẽ sai. Nhưng mà chưa có test data. Chưa có cái bảng test data. Cái bảng test data là cái bảng quan trọng trong cái phần này để mình có thể là áp dụng được cái phương pháp là phân tích giá trị biên. Thì lại chưa có làm. Ok rồi, cảm ơn nhóm số 1. Bây giờ cô mời nhóm số 2. Nhờ nhóm số 2 đi. Nhóm số 2 là Hồ Khánh Duy, Hoàng Hải, Long Thiện và Triều. Alo coi. Ừ nghe. Yeah. Nhóm tụi em cũng mới làm tới mấy cái phân hoạch tương đương và giá trị biên thôi. Ờ cũng chưa làm được cái test data hả? Có nhóm nào làm được test data các bạn xem màn hình đi. Có nhóm nào xong cái phần test data rồi các bạn có thể xem màn hình nha. Làm vậy là chậm lắm luôn. Cái bài ngày hôm nay là một cái bài còn dễ hơn cái bài hồi nãy nữa. Mà cho nhiều thời gian hơn. Vậy là không có nhóm nào làm hoàn thành được cái test data. Rồi, Lê Hoàng Khang. Rồi, đầu tiên là thấy bước 1 có input và output. Rồi, bước 2 là các C. Rồi, bước 3 là các E. Nếu như mà E1, A là số nguyên thôi thì chưa đủ. Rồi, hiểu. C3, C4, ok, được luôn. Rồi, các bạn đã bắt đầu lấy biên là 99. Tại sao lại chọn số 5 và số 4? Đó là em... test biên xong em test một cái ở trong cái biên đó, cái. Ừ. Thì nếu như mà muốn test thì như vậy thì mình sẽ không có chọn 5 và 4 mà mình sẽ chọn là 99, cái biên của mình là 99 và âm 99 thì cái biên của mình sẽ là âm 100, âm 98, 100 và 98. Thì nó sát biên nhất. Thay vì là chọn tại sao này là âm 101. Đó. Đúng ha? Đúng không? Tức là cách mà mình chọn test data, tại vì vấn đề là khi mà mình ràng từ âm 99 đến 99 á thì không bao giờ mà em nhập, ví dụ như nhập 6.4 hay 9.5 thì ok, nhưng đó là trong trường hợp là sai data rồi, nó không phải là số nguyên. Nó là số thực. Nhưng mà ví dụ như trong trường hợp mà chọn số 1 với số 5 hay là số 4 hay số 7, cô thấy là nó không có đúng với cái phân tích giá trị biên.
cô không có nói rằng là mình chọn cái data đấy là nó sai, nhưng mà có thể nó sẽ xảy ra cái khả năng sót bất, giống như cái ví dụ đầu tiên mà cô nói, và nó chưa áp dụng được cái nguyên tắc đó là tính phân tích giá trị biên đó. Hình dung được không? Đây ạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em. Còn ai làm xong cái test data nữa không? Chắc là hết rồi đúng không? Ok rồi. Như vậy thì mình đã đi qua được hai cái kỹ thuật ngày hôm nay rồi.